mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách muối hành chua hay còn gọi là dưa hành. Một món ăn mà không thể thiếu được trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Mỗi một vùng miền thì sẽ có một cách muối khác nhau. Hôm nay mình chia sẻ cách muối của mình, cách muối của người miền Bắc nhé. Chỉ sau khoảng 5 đến 7 ngày là chúng ta đã có thành phẩm hành trắng, chua, giòn, ngon, không hăng, không cay. Giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Mình sử dụng 1kg hành tươi. Hành này người ta cũng đã phơi qua để cho nó khô cái lớp vỏ bên ngoài rồi này các bạn. Hành thì các bạn chọn những củ hành già, nó đã chạy xuống củ như thế này thì khi ăn nó sẽ giòn và ngọt, ăn rất là ngon. Còn các bạn mà chọn những cái củ hành mà nó non quá, nó còn trắng ấy, muối vẫn được nhưng mà để nó nhanh bị ủng các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ ngâm hành với nước vo gạo. Mình sẽ ngâm qua một đêm. Thường thì mình thấy các bà các cụ ngày xưa thì thường sẽ ủ với tro, hoặc là có người thì lại ngâm với nước vôi trong. Đây là hành sau khi mình ngâm với nước vo gạo qua đêm này các bạn. Vỏ hành đã chóc ra ngoài, có thể bóc rất là dễ dàng như thế này. Giờ mình sẽ bóc bỏ phần vỏ hành này đi. Sau đó mình cắt bỏ phần rễ. Các bạn cắt vừa phải, không nên cắt sát quá. Phần đầu này thì mình vẫn để chừa lại nhé. Các bạn không cắt phạm sâu quá thì khi mình muối hành, hành nó dễ bị ủng. Đây các bạn cắt phần đầu đi. Và mình sẽ mang phần hành này đi rửa sạch. Hành lúc này thì còn rất là cay. Mình sẽ cho hành vào trong chậu. Mình cho vào cùng khoảng 3 thìa canh muối. Mình cho chút nước vào. Nước ngập hành một chút nhé các bạn. Và mình khuấy đều cho muối tan ra. Mình sẽ ngâm hành với nước muối qua một đêm nữa để cho hành bớt cay. Các bạn đè một cái rổ hoặc một cái đĩa lên trên để cho hành không bị nổi lên trên nước. Đây là hành sau khi mình ngâm với nước muối pha loãng qua đêm. Giờ mình sẽ mang hành đi rửa lại thật sạch. Rửa sạch hành rồi, mình sẽ chuẩn bị một phần nước đun sôi để nguội. Mình rửa lại hành một lần nữa. Mục đích của việc làm này là giúp cho hành không còn dính nước lã. Khi mình muối hành nó sẽ không bị ủng. Giờ mình sẽ để cho hành ráo nước và thật là khô. Giờ mình sẽ nấu nước muối hành. Mình chuẩn bị 1 lít nước và đun sôi lên. Mình cho vào cùng 2,5 muỗng canh muối hạt, khoảng chừng 50g. Mình cho vào cùng 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm. Mình đun cho nồi nước này sôi lên. Khi nồi nước đã sôi thì mình tắt bếp và để cho nguội. Hành mình để cũng đã khô rồi.
Mình cũng đã chuẩn bị sẵn một cái hũ thủy tinh, mình tráng qua nước sôi và để cho thật là khô. Giờ thì mình sẽ đi muối hành nhé. Mình sẽ cho hành vào trong hũ. Mình sẽ cho phần nước muối mình đã chuẩn bị vào ngập hành. Bạn nào thích ăn cay thì có thể cho thêm vài trái ớt vào. Mình chuẩn bị một cái túi đựng nước đun sôi để nguội, buộc thật chặt lại. Mình cho vào trong lọ. Để mình đè lên trên hành, hành sẽ không bị nổi lên trên. Đậy nắp lại. Các bạn để hành ở nơi thoáng mát, sau khoảng 5 đến 7 ngày là có thể sử dụng được rồi. Hành muối theo cách này, thành phẩm thu được nó sẽ trắng, giòn và ăn không bị hăng đâu các bạn. Các bạn có để lâu, hành cũng không hề bị ủng. Nếu muốn bảo quản thời gian lâu hơn thì sau khi hành chua, các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Vì bây giờ cũng sắp Tết rồi, mình muối hành bây giờ ăn Tết là vừa, nên là mình sẽ không đợi đến lúc hành chín rồi mới quay cho các bạn nữa. Các bạn hãy thử tham khảo và làm theo cách của mình nhé, đảm bảo hành rất là giòn, ngon đấy. Chúc các bạn thành công với cách làm hành muối chua này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.